Hello, chào anh em. Trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để mình có thể sử dụng một cái tool. Trong cái tool này nó sẽ giúp chúng ta gợi ý được cái hashtag khi mà các bạn làm trên tài khoản Instagram nha. Thì bây giờ Sơn sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta có thể là dẫn chứng cái điều này. Đầu tiên nhá. Giả sử đi, bây giờ mình là thử sử dụng một cái hashtag đó là keto diet đi chẳng hạn. Đó, đây là một cái cách để chúng ta có thể là sử dụng một cái thực đơn theo dạng keto, đúng không nào, một cách ăn uống. Thì bây giờ là giả sử đi, bây giờ là tại sao có những cái tài khoản Instagram mà họ đã đăng hình lên mà nói trên cái phần là top những cái bài viết hàng đầu đây, thì lý do tại sao mà nó có thể lên được như vậy? Thì dĩ nhiên đầu tiên đó là tài khoản nó phải có nhiều lượng follower, phải có nhiều lượng follower thì khi mà mình đăng bài lên thì nó sẽ được ở trên top này top thịnh hành các bạn, giống như là trên YouTube á, thì chúng ta cũng sẽ có một cái top thịnh hành đối với cái hashtag là keto diet receipt ở đây. Thì bây giờ giả sử đi, cái yếu tố số 2 nó ảnh hưởng để chúng ta có thể lên được top này hay không, đó là sử dụng vào hashtag. Bởi vậy á, là Instagram nó sẽ cho chúng ta là sử dụng 30 hashtag trên một bài post, được chưa? Nên đây chính là cái cách để làm sao đó chúng ta có thể là sử dụng cái gợi ý hashtag này để chúng ta có thể được tăng lượt follower lên, tăng follower lên miễn phí, đúng không nào? Thì trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn đó với cái cách rất đơn giản thôi để các bạn có thể tăng được follower miễn phí bằng cách mà chúng ta có thể sử dụng đúng cái hashtag và cái tool, cái công cụ gợi ý để chúng ta có thể phát triển cái chuỗi hashtag như thế nào. Ok nào, thì bây giờ này thì Sơn sẽ thử vào một số bài viết đây nhá, để cho chúng ta có thể nhìn thấy được. Giả sử đi, bây giờ mình đã vào một cái trang đó là Keto Grid đi, thì mình thấy ra rằng đó là mình soi ở trên cái trang của họ này. Giả sử đây có bài này là 2.000 lượt like nhá, bài này có 1.000 lượt like này, bài này có 2.000 lượt like này, nhưng tại sao lại có những cái bài viết đó, tự nhiên nó đột biến đây 3.700 lượt like này, hay là có cái bài này bạn nhìn thấy tuyệt vời không này, 8.900 lượt like đó, trong khi là cái tài khoản của họ đang là khoảng 3.000 4.000 lượt like rất là đều, đúng không nào? Thì tự nhiên có một bài post nó nổi lên là 8.900 lượt like đây, 8.900 lượt like đó, thì chứng tỏ là cái bài này nó đang sử dụng những cái hashtag và nó giúp cho cái bài này lên được top thịnh hành, đúng không nào? Thì bây giờ là Sơn sẽ gợi ý cho các bạn nhá, cái tool này đầu tiên đây là các bạn có thể vào cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả, để Sơn có để lại cái đường link dẫn cho các bạn tới sử dụng cái tool này nhá. Thì cái tool này nó sẽ giúp chúng ta có thể gợi ý được những cái hashtag thông qua một cái từ khóa chúng ta đưa ra. Giả sử đi, ở đây là mình đang có tìm một cái từ khóa đó là về keto diet receipt, đúng không nào? Ví dụ như bây giờ bạn nó đang bán cái sản phẩm gì khác, ví dụ bạn bán mỹ phẩm Hàn Quốc, hay là bạn là bán về mặt nạ, hay là bạn bán về quần áo thời trang, hay là bạn nó bán bất kỳ một sản phẩm gì, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ gợi ý trên này. Thế bây giờ là Sơn đang giả sử bây giờ mình sử dụng một cái từ khóa là keto diet receipt, đúng không nào? Thì mình gõ cái từ khóa vào đây, ok chưa? Sau đó mình bấm vào nút khởi tạo, thì chỉ trong một thời gian rất là nhanh thôi, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bộ hashtag. Bạn hãy nhớ nha, trên Instagram nó sẽ giúp cho các bạn tăng follow miễn phí bằng cái cách nếu như các bạn biết sử dụng bộ hashtag làm sao cho hiệu quả nhất. Bởi vậy á, nếu như bây giờ các bạn là đang là những người làm về bán hàng trên Instagram á, thì bạn cần phải tạo ra cho mình những cái bộ hashtag. Ví dụ như bây giờ Sơn gợi ý cho các bạn là bạn hãy tạo ra 5 bộ hashtag khác nhau, hashtag khác nhau, để khi nào mỗi một trường hợp, mỗi một cái hình ảnh khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ hashtag đấy. Và cứ nhớ này, trên một bài post thì Instagram nó đang cho chúng ta đăng ít nhất là tối đa là 30 hashtag, nên có thể là trước đây chúng ta đăng bài ít like, đúng không nào? Đó, thì chúng ta đang dựa vào lượt follower có sẵn, những người này họ đang follow chúng ta, nhưng chúng ta chưa sử dụng cái quyền đó là quyền sử dụng hashtag. Và khi bạn đã sử dụng những cái hashtag này á, thì cái người tìm kiếm mà người ta bấm một cái hashtag, người ta tìm kiếm thì có thể là sẽ ra được cái bài post của bạn. Nên Instagram nổi tiếng là một kênh nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được lượng traffic miễn phí và cái này là tự nhiên đó, được chưa? Thì ví dụ như bây giờ mình đã tạo ra một cái bộ hashtag là keto diet receipt, sau đó mình kéo xuống dưới này thì nó sẽ tạo cho chúng ta random. Đó, cứ mỗi một bộ như vậy là 30 hashtag, cứ mỗi một bộ như vậy là 30 hashtag. Đó, keto diet receipt hay là tasty food. Đó, thì bây giờ thay vì chúng ta phải ngồi nghĩ, đúng không nào? Thì nó có bộ hashtag sẵn rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm vào phần copy đây. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn sẽ có một cái file
Đó, các bạn sẽ chuyên lưu lại những cái bộ hashtag của chúng ta. Ví dụ như đây là hashtag 1 đi chẳng hạn. Hashtag 1, sau đó chúng ta bấm vào copy và dán vào đây thì nó sẽ ra được cho chúng ta một cái bộ hashtag rồi. Sau này ví dụ là có một cái hình ảnh nó liên quan tới cái chủ đề là keto diet recipe đây, thì chúng ta lôi cái bộ hashtag này ra, chúng ta đăng bài lên. Đó, cái hình số 2 thì chúng ta lại sử dụng cái bộ hashtag 2 chẳng hạn. Đây. Đó, xin bấm một copy thì nó sẽ copy hết cho chúng ta cái bộ ghi ở đây. Đó. Được chưa nào? Cái đây là bộ hashtag 2, giả sử như vậy được chưa? Đây thì ví dụ đây là sẽ là bộ hashtag 3. Nên nó khi mà các bạn nó sử dụng Instagram, các bạn hãy sử dụng cái quyền đó là mình được sử dụng 30 hashtag trên một bài post, và đây chính là cái cách đơn giản nhất để giúp cho các bạn tăng được follow miễn phí. Đó, nếu như các bạn nó sử dụng đúng cái điều này ngay từ lúc đầu khi mà các bạn làm Instagram á, thì Sơn tin chắc rằng các bạn sẽ sử dụng được những cái bài post và nó sẽ tăng được cái lượng reach lên rất là cao. Và những cái reach này, những cái lượt tiếp cận này là những người mà họ chưa từng follow bạn trước đây, và sau đó thì họ tìm bạn thông qua cái hashtag đó và sau đó thì họ follow bạn. Giả sử nhé, bây giờ là mình nói về một cái chủ đề về giảm cân đi chẳng hạn, mình đã search với cái từ khóa là có từ có cái hashtag ở ban đầu, sau đó thêm chữ giảm cân, đúng không nào? Thì trong cái ngách giảm cân này nó có 127.539 bài post. Nên nếu như bây giờ các bạn chỉ sử dụng mỗi một từ khóa là giảm cân không thôi thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không có lên được cái top những bài viết hàng đầu đây. Đó, những cái bài viết hàng đầu đây bạn nhìn thấy không? Những cái bài viết hàng đầu đây rất là nhiều like, đúng không nào, về chủ đề về giảm cân. Thì chắc chắn rằng nếu như bây giờ tài khoản của bạn là tài khoản nhỏ đi thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào lên được cái top này. Đó, nên nó ví dụ như bây giờ chúng ta cần phải đi thêm những cái thị trường ngách nữa, và mình hãy sử dụng tối đa triệt để 30 cái hashtag ở đây. Đây nhá, thì bây giờ là Sơn sẽ gợi ý cho các bạn. Đầu tiên là mình có thể bấm vào cái random này này thì nó sẽ ra được rất là nhiều hashtag của chúng ta. Còn nếu như bây giờ mình bấm vào top ở đây thì chứng tỏ là những cái hashtag đó nó có nhiều người sử dụng cái bài đăng đó. Ok chưa? Thì vừa nãy là mình đã sử dụng một cái từ khóa là giảm cân nhá. Sau đó thì nó sẽ ra chúng ta gợi ý rất là nhiều những từ khóa hashtag khác nhau. Ví dụ nhá, mà những cái hashtag này là những người người ta có nhu cầu và tại Việt Nam họ đang sử dụng cái từ giảm cân, và sau đó người ta tìm những cái từ liên quan. Ok chưa nào? Đây nhá, thì giảm cân này, giảm cân low carb, giảm cân cấp tốc, diet food, Milo, Senly. Senly là một thương hiệu về mỹ phẩm giảm cân, đúng không nào? Giảm cân an toàn, giảm cân nhanh, Beautiful Girl, Healthy Food. Đó, thì đây là cái bộ hashtag 1, giả sử như vậy. Khi mà bạn làm thì đây là cái bộ hashtag 1, được chưa? Nếu như bây giờ chúng ta đang làm về cái ngách về thị trường về giảm cân thì coi như đây là sẽ là cái hashtag 1. Khi nào mà chúng ta đăng một cái bài post lên, chúng ta sử dụng cái thử xem cái bộ hashtag này xem nó có nhiều lượt tương tác hẳn hơn không. Còn nếu không thì tiếp tục chúng ta có thể sử dụng một cái bộ hashtag 2. Thì khi mà ở đây bạn hãy nhớ đó là random nha. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái giảm cân này, bán sản phẩm về giảm cân, đúng không? Thì nó sẽ liên quan đến son môi, giày thể thao, áo thun, nước hoa, hàng order. Cái này thì nó chưa liên quan lắm, thì các bạn có thể bóc ra, hoặc là chúng ta luôn luôn chúng ta thay đổi cái bộ hashtag đi để chúng ta sẽ kéo được cái lượng traffic. Những cái người người ta đang quan tâm về chủ đề giảm cân thì người ta cũng đang quan tâm về những cái chủ đề này, đúng không nào? Hay là cái bộ hashtag 3 này, đó, order Hàn Quốc, foodie VN, thì có phải là những cái người họ hay ăn uống thì đâu đó họ cũng có thể đang quan tâm về cách để giảm cân, đúng không nào? Hay ăn khuya này, hay đặt đồ đêm này, thì chắc chắn là mấy người này hay bị mập, béo phì, đó, và rất là muốn đẹp nên mới quan tâm chủ đề giảm cân. Hay là ví dụ như bây giờ Sơn đã thử search một cái từ khóa là về mỹ phẩm Hàn Quốc đi, mỹ phẩm Hàn Quốc. Thì nó sẽ ra cho chúng ta những cái từ khóa liên quan. Và nếu như bây giờ bạn tự ngồi bạn nghĩ đi thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bạn nghĩ được những cái bộ từ khóa hashtag tuyệt vời như vậy. Đó, thì bây giờ nó sẽ ra là mỹ phẩm Hàn Quốc này, Velvet này, son kem lì này, son tin này, mỹ phẩm chính hãng này. Thì bây giờ mình thử search cái từ khóa này trên hashtag tìm kiếm đi. Thì cái từ khóa là mỹ phẩm Hàn Quốc nó sẽ ra là 195.069 bài post. Và thử xem là cái bài post mà có nhiều người xem trên cái top thịnh hành ở đây, đấy, những cái bài post hàng đầu đối với cái từ khóa là mỹ phẩm Hàn Quốc đây, xem nó có bao nhiêu người xem đấy các bạn. Đó, 2.000 lượt like này, 900 lượt like, gần 1.000 lượt like này, 829 lượt like. Thì bây giờ mình có thử vào xem cái trang này nó có lớn không nhá. À, trang này thì nó có đánh dấu tích này, đấy. Đó, thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mình cạnh tranh được với những cái trang mà có dấu tích nó lớn được như vậy, đúng không các bạn? Thì bây giờ là chúng ta cần phải đi vào cái ngách trước là những cái từ khóa liên quan tới cái lĩnh vực đó, và sau đó thì nó sẽ có được cái top thịnh hành. Đó, thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta thấy cái trang này nó rất là mạnh, đúng không? Đó, thì bây giờ mình không thể nào mình thắng được cái trang này,
nên mình phải đi thêm nhiều cái từ khóa ngách khác nhau, những cái bộ hashtag ngách khác nhau đó, để mình có thể chiến thắng được nó. Đấy thì mình cần phải là copy hết những cái bộ hashtag này. Đây các bạn ý này, khi mà cái hàng này nó lên được đúng không, thì nó cũng phải sử dụng rất là nhiều cái hashtag ở đây đó, những cái hashtag ở đây, nhưng nó chưa có tối đa hóa đó. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng được 30 hashtag mà Instagram cho bạn sử dụng. Ở đây bạn này mới chỉ sử dụng là mỹ phẩm Hàn Quốc, make up đó, thì nó chưa tối đa hóa. Hãy sử dụng nhiều cái bộ hashtag hơn, 30 hashtag nha các bạn. Đó thì còn cái mục ở phần top ở đây này, đó là những cái hashtag mà có nhiều cái lượng tìm kiếm nhất liên quan về chủ đề về mỹ phẩm Hàn Quốc, thì nó sẽ ghi là hashtag top đó. Nhưng cái này thì nó ít, nó sẽ rất là ít, được chưa? Nhưng mà thì chúng ta hãy lên sử dụng là random, nó sẽ tạo ra được những cái bộ hashtag liên quan đến chúng ta. Thế bây giờ là đó là thị trường Việt Nam đúng không nào? Ví dụ như bây giờ mình làm thị trường nước ngoài đi, mà mình đang làm chủ đề về giảm cân đi chẳng hạn, thì bây giờ mình search thử cái từ khóa là weight loss đi, thì nó cũng sẽ ra những cái bộ từ khóa tương tự của chúng ta: weight loss, weight loss motivation, weight loss goals, chẳng hạn như vậy đó, hay là nhật ký về giảm cân đó. Thì đây là nó sẽ tự tạo cho chúng ta, nó khởi tạo chúng ta 30 hashtag trên một lần như vậy. Ok, các bạn đã hình dung được cái cách làm chưa nào? Hay là ví dụ như bây giờ các bạn đã làm về chủ đề về chó đi, bán đồ cho thú cưng không? Thì đây là cái từ khóa rất là rộng. Ví dụ là các bạn đang bán sản phẩm dành cho chó, là chó dạng bulldog, thì chúng ta search là bulldog ở đây. Hay là chúng ta làm về cái thị phần đó là về tâm linh, luật hấp dẫn, law of attraction đó. Thì ví dụ bây giờ chúng ta thử search một từ khóa law of attraction đó, sau đó chúng ta bấm vào enter, thì nó sẽ tự tạo cho chúng ta những cái bộ từ khóa, những keyword liên quan về chủ đề về luật hấp dẫn đó: law of attraction life coaching, law of attraction stone đấy. Thì rất là tuyệt vời đúng không nào? Thì đây là cái tool đầu tiên nha các bạn, đây là tool số 1 đó. Sau đó thì bây giờ Sơn sẽ review cho các bạn cái tool số 2 đó. Cái tool số 2 đây, thì bây giờ cái đường link cũng ở phía bên dưới nha các bạn, ở video á, thì mình sẽ để lại đường link phía bên dưới video để hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Các bạn sẽ có hai cái sự chọn để các bạn thấy cái nào nó ok, cái ổn thì chúng ta sử dụng cái từ khóa đó. Rồi thì bây giờ chúng ta bấm một cái từ khóa là generate by keyword nha các bạn. Sau đó chúng ta gõ bất kỳ một từ khóa nào vào đây, ví dụ như bây giờ là chúng ta sẽ thử là quần áo nam đi chẳng hạn đó. Hay bây giờ là quần áo thời trang đi chẳng hạn, quần áo thời trang đi chẳng hạn. Mình chưa bao giờ mình sử dụng cái từ khóa này, nhưng bây giờ mình thử ngày hôm nay mình sẽ search cái từ khóa này nó sẽ như thế nào nhá. Thì cái này nó sẽ hay một cái là, thứ nhất, nó sẽ cho chúng ta những cái từ khóa liên quan về từ khóa chính, những cái bộ hashtag liên quan về cái bộ hashtag chính. Và số 2 đó là nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy được rằng cái từ khóa đó thì có bao nhiêu bài đăng dựa vào cái bài viết này. Đấy thì đây là những cái từ khóa liên quan này. Người Việt của chúng ta là hay sử dụng những cái từ khóa này là chính này, đó: Q, váy xinh, quần áo đó. Riêng cái từ khóa hashtag là quần áo là có 890.000, 890.000 bài post. Sau đó thì anh em lại còn sử dụng những cái bộ hashtag này nữa này, có nghĩa là đây là giống như kiểu là like follower, có nghĩa là ai like thì sẽ follower, hay là follow for follow back, ai follow tôi thì tôi follow ngược lại bạn, hoặc là like for likes, like đấy. Thì cái này để tăng tăng lực like, tăng lực follow lên đó. Và bên cạnh đó thì khi mà người ta tìm từ khóa là quần áo thời trang thì họ cũng sẽ sử dụng cái bộ hashtag, hoặc họ cũng sẽ quan tâm chủ đề là váy form, váy prom, xì quần áo, fashion, beautiful, hoặc là những từ khóa nào liên quan Việt Nam đi nào, đó, váy dạ hội này, đầm dạ hội này. Đây, góc độ là Sơn không phải là một người kinh doanh về thời trang, nhưng mình vẫn biết cách để làm sao mình tìm được những cái bộ hashtag và những cái từ khóa liên quan, được chưa nào? Rất tuyệt vời đúng không nào? Các bạn thấy tuyệt vời không nào? Đó, ví dụ như bây giờ mình sử thử là kinh doanh sỉ chẳng hạn, kinh doanh sỉ đó, thì mình sẽ hút được những cái người mà họ đang quan tâm về mặt hàng sỉ đúng không nào, hoặc là mua sản phẩm sỉ đó, thì những cái người liên quan và quan tâm về kinh doanh sỉ, nó sẽ bắt mình phải là đóng phí đó, không mình kệ đó. Rồi thì bây giờ là những cái từ khóa đó này: kinh doanh sỉ thì nó sẽ qua là mỹ phẩm sạch đó, gấu bông sỉ đó. Thì ví dụ như bây giờ nhá, cái cách sử dụng cái tool này cũng rất là tuyệt vời. Khi cái từ nào bạn thấy quan tâm, bạn bấm vào nó thì nó sẽ ra cái ô bên này, nó ra cái ô bên này, mình chọn cái ô bên đó, sau đó mình bấm mỹ phẩm này, gấu bông sỉ này đó. Giả sử bây giờ mình chọn được một vài từ khóa đi, thì khi mình bấm vào đây thì nó sẽ tự tự tạo cho chúng ta
là cái hashtag như vậy, sau đó chúng ta bấm vào copy thì nó cũng tương tự giống như vừa nãy Sơn hướng dẫn cho các bạn được chưa. Đó, còn nếu như bây giờ chúng ta bấm vào add space before hashtag, có nghĩa là nó sẽ tạo chúng ta một cái khoảng trống ở đây đó, những cái dấu chấm ở đây đó, sau đó thì nó sẽ mới tới cái hashtag đó, thì nó sẽ tạo ra cho cái bài viết của chúng ta trông đẹp mắt hơn. Ok chưa các bạn? Đó, thì qua cái video này thì hy vọng rằng là Sơn đã giúp cho các bạn là cách làm sao đó chúng ta sử dụng được một cái tool để làm sao chúng ta có thể gợi ý được những cái hashtag liên quan tới cái sản phẩm, liên quan tới những cái mặt hàng mà chúng ta đang kinh doanh. Và đây chính là cái cách để giúp chúng ta có thể tăng được follow miễn phí ở trên Instagram hoàn toàn dễ dàng. Và hãy nhớ, chúng ta hãy tạo cho mình khoảng 5 bộ hashtag khác nhau, và cứ mỗi một bộ hashtag này thì chúng ta nó có 30 cái hashtag khác nhau đó, và liên quan tới cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh, liên quan tới cái mặt hàng mà chúng ta đang kinh doanh, được chưa nào, để tăng được follower và tăng được cái lượng tiếp cận đó, hoàn toàn miễn phí ở trên Instagram. Ok, và chúc các bạn đó sẽ làm cái điều này thật hiệu quả. Và nếu như các bạn thấy cái video này tuyệt vời đó, thì đừng quên bấm một nút like video, đăng ký kênh YouTube của Sơn nữa nha các bạn, và bấm vào cái nút hình của chuông ở đây để các bạn có thể nhận được những video mới nhất trong thời gian tới. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.